Một sản phụ 41 tuổi mang thai ở tuần 31 đã bất ngờ chuyển dạ trong nhà vệ sinh bệnh viện, đẻ rơi em bé nặng 1,5 kg, ngưng tim, ngừng thở. Trường hợp hy hữu này đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba nỗ lực cấp cứu đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Em bé đẻ rơi trong nhà vệ sinh của bệnh viện, chào đời trong tình trạng tím tái toàn thân, ngưng tim, ngưng thở. Được bác sĩ ép tim, kẹp dây rốn, ủ ấm và nhanh chóng chuyển hai mẹ con về phòng cấp cứu. Ngay sau đó, bé tiếp tục được bác sĩ hà hơi thổi ngạt miệng, ép tim ngoài lồng ngực và ủ ấm. Một phút sau, bé bắt đầu có nhịp thở ngáp, nhịp tim, tự thở, khóc to và hồng dần toàn thân. Hiện nay, thì hai mẹ con điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương với sức khỏe ổn định bác sĩ trần thị nguyệt nga trưởng kiếp đỡ đẻ nhận định đây là một tình huống hy hữu song kiếp trực bệnh viện đã nỗ lực để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé